Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN dự báo sẽ chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử quốc hội vòng 2 tại Pháp hôm nay. Đảng cực hữu của bà Marine Le Pen đã đạt được những tiến bộ lịch sử để giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng 1 chủ nhật tuần trước, làm dấy lên khả năng về một chính phủ cực hữu đầu tiên của Pháp kể từ Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, hai đảng Trung Dung và đảng Cánh Tả đã tuyên bố sẽ hợp lực để ngăn chặn khả năng chiến thắng của RN. Triển vọng đảng của bà Le Pen đã giành được đa số trong 577 ghế của Quốc hội dường như đã không còn chắc chắn như trước. Các cuộc thăm dò cho thấy RN sẽ trở thành lực lượng lập pháp, thống trị. Tuy nhiên, việc không đạt được đa số 289 ghế có thể khiến cho đảng này gặp khó trong việc đưa chủ tịch đảng RN và là người kế nhiệm của bà Le Pen, ông Jordan Bardella, trở thành thủ tướng và đưa nước Pháp sang hướng cực hữu. Các điểm bỏ phiếu dự kiến sẽ mở cửa lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương, tương đương với 1 giờ chiều theo giờ Việt Nam, và đóng cửa lúc 6 giờ chiều, tương đương với 11 giờ đêm theo giờ Việt Nam, tại các thị trấn và thành phố nhỏ, và 8 giờ tối, tương đương với 1 giờ sáng theo giờ Việt Nam, tại các thành phố lớn. Ngay khi kết thúc bỏ phiếu, một phần từ các mẫu kiểm phiếu sẽ đem lại kết quả dự phòng. Kết quả sẽ phụ thuộc vào việc liệu cử tri có nghe theo các lời kêu gọi của các liên minh chống RN để ngăn chặn phe cực hữu nắm quyền hay không, hay ủng hộ các ứng cử viên cực hữu. Ngày 5 tháng 7, Bộ Nội vụ Pháp cho biết sẽ triển khai 30.000 cảnh sát và hiến binh trên khắp đất nước Pháp để đảm bảo an toàn cho vòng 2 của bầu cử Quốc hội Pháp diễn ra vào ngày 7 tháng 7 tới, nhất là trước khi biểu tình, bạo loạn phản đối trước khả năng giành chiến thắng và nắm quyền điều hành đất nước của lực lượng cực hữu tại Pháp. Chiến dịch vận động tranh cử vòng 2 của bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại Pháp đã kết thúc hôm qua ngày 5 tháng 7, cách một ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu chính thức 7 tháng 7. Các cuộc thăm dò đến nay đều cho thấy rằng Đảng Tập hợp Quốc gia RN theo đường lối cực hữu gần như sẽ trở thành lực lượng chính trị lớn nhất nước Pháp, thậm chí có thể giành được đa số tuyệt đối tại Quốc hội và nắm quyền điều hành đất nước. Các nhà phân tích chính trị Pháp nhận định việc Liên minh Cánh tả Mặt trận Bình dân mới NFP và Liên minh Trung sức Ensemble của Tổng thống Emmanuel Macron quyết định vận động tổng cộng hơn 200 ứng cử viên của mình về thứ ba ở vòng 1, không ra tranh cử tiếp tục tại vòng 2, đã phần nào giảm bớt khả năng đạt được đa số ghế tại Quốc hội của đảng RN. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Pháp cho biết vẫn sẽ triển khai 30.000 cảnh sát và hiến binh trên khắp nước Pháp, trong đó riêng thủ đô Paris là 5.000 quân để ngừa các hoạt động gây rối, nhất là làn sóng biểu tình, thậm chí là bạo loạn bộc phát để phản đối lực lượng cực hữu lên nắm quyền đang gia tăng. Nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng hay siêu thị lớn tại thủ đô Paris và nhiều thành phố lớn tại Pháp đã bắt đầu cho gia cố cơ sở, dựng hàng rào và chướng ngại vật để không trở thành mục tiêu bị lợi dụng đập phá, hôi của những đối tượng quá khích cực đoan. Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, ông Gerard Darmanin cho biết rằng nhiều ứng cử viên, chính trị gia đã trở thành mục tiêu tấn công của các đối tượng cực đoan kể từ chiến dịch vận động tranh cử bắt đầu cách đây 3 tuần. Ông nói, nguy cơ hiện là rất lớn, đã có 51 ứng cử viên, nhà hoạt động chính trị, cực tả hoặc cực hữu, đặc biệt là một bộ trưởng chính phủ, bà Brigitte Thévenot, đã bị tấn công vật lý, thậm chí nhiều trường hợp phải nhập viện. Chúng tôi đã tiến hành thẩm vấn hơn 30 trường hợp và thường là các hành động bộc phát. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gerard Darmanin cũng đã cảnh báo về nguy cơ hành động cực đoan khi nước Pháp đồng thời đang phải chuẩn bị cho hàng loạt sự kiện lớn, nhất là lễ quốc khánh ngày 14 tháng 7 và Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 từ ngày 26 tháng 7. Trong khi đó, chính quyền lãnh thổ hải ngoại New Caledonia, nơi xảy ra cuộc bạo loạn cách đây hơn 2 tháng, tuyên bố sẽ huy động 3.500 nhân viên an ninh, đồng thời ban hành lệnh cấm giới nghiêm và cấm các hoạt động tụ tập bắt đầu từ hôm nay mùng 6 tháng 7 cho đến hết đêm Chủ nhật mùng 7 tháng 7, thời điểm công bố kết quả của cuộc bầu cử. Tổng số cử tri Pháp đăng ký ủy quyền bầu cử qua 2 vòng đã lên tới con số kỷ lục là 2,3 triệu người do thời gian bầu cử chung với thời điểm người dân Pháp bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Theo tờ Politico của Mỹ, lần gần đây nhất Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xuất hiện trước công chúng là khi đi bỏ phiếu tại thị trấn ven biển Le Touquet hôm 30 tháng 6. Vốn đã thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội và các kênh tin tức, nhưng kể từ đó, ông Macron đã biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng. Ngoại trừ các sự kiện quốc tế đã lên kế hoạch, Tổng thống Pháp rất ít xuất hiện trong gần 2 tuần. Ngày 30 tháng 6, thay vì nhà lãnh đạo Pháp xuất hiện trên truyền hình để trấn an dư luận sau thất bại bất ngờ của Đảng Phục Hưng do ông Macron lãnh đạo ở vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội, Điện Élysée đã ra một tuyên bố ngắn của Tổng thống kêu gọi đoàn kết. Lần đầu tiên, Liên minh Trung Dung của Tổng thống Macron
vốn đã bị tổn thương sau thất bại trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu hồi tháng 6 vừa qua, đã phải tiến hành một cuộc đối đầu tuyệt vọng mà không có người lãnh đạo. Và thực tế là các đồng minh của Tổng thống Macron không muốn ông tham gia chiến dịch tranh cử, thậm chí hình ảnh của Tổng thống Macron còn bị xóa khỏi các áp phích vận động tranh cử. Theo Politico, đối với vị Tổng thống 46 tuổi táo bạo, hay nói và luôn thu hút sự chú ý, đưa ra những ý tưởng mới, phá vỡ hiện trạng, thì thực tế mới này không hề dễ chịu. Nhưng ông Macron đã buộc phải lùi vào sau hậu trường và đang chuẩn bị cho các bước tiếp theo của mình. Lãnh đạo nước Pháp sau những gì được dự báo là một thất bại nặng nề vào ngày 7 tháng 7 sắp tới. Tổng thống Pháp có thể phải tham gia vào một chính phủ liên minh với Đảng Tập hợp Quốc gia của bà Marine Le Pen, đảng được dự đoán sẽ nắm quyền kiểm soát nhóm lớn nhất trong Quốc hội. Trong những ngày qua, Tổng thống Macron đã bận rộn củng cố ảnh hưởng của mình, bổ nhiệm một số quan chức cấp cao tại Pháp và bổ nhiệm các đồng minh nắm giữ những chức vụ quan trọng, khiến bà Le Pen cáo buộc ông đang tiến hành một cuộc đảo chính hành chính. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, người phát ngôn của chính phủ Pháp đã công bố những bổ nhiệm mới trong lực lượng cảnh sát và an ninh sau cuộc họp nội các hàng tuần. Hàng chục sĩ quan quân sự cấp cao cũng đã được bổ nhiệm trong các quân binh chủng như lục quân, hải quân và không quân. Nhiều cuộc bổ nhiệm khác đã được lên kế hoạch, nhưng trước sự phản đối ngày càng tăng về việc cải tổ bộ máy hành chính, Tổng thống Macron đã buộc phải thu hẹp kế hoạch của mình. Theo một số quan chức Pháp, ở trong điện Élysée, Tổng thống Macron cũng đang tính đến những kịch bản tiếp theo, bao gồm một chiến thắng vang dội cho phe cực hữu, một quốc hội treo với Đảng Tập hợp Quốc gia là nhóm lớn nhất, và một liên minh không bao gồm phe cực hữu. Một số đồng minh của ông Macron đã đưa ra khả năng xây dựng một liên minh lỏng lẻo, tương tự như những gì các đảng ở Tây Ban Nha hoặc Đức đã làm. Có lẽ đây là cơ hội để thay đổi cách chúng ta quản lý, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal phát biểu trên đài phát thanh, đồng thời nói thêm rằng một quốc hội đa đảng phái có thể xuất hiện sau cuộc bầu cử với nhiều nhóm chính trị từ cánh hữu, cánh tả và trung dung có thể cùng nhau làm việc. Nhưng liên minh như vậy phụ thuộc vào kết quả bầu cử ngày 7 tháng 7 và chỉ có thể thành công nếu ông Macron đồng ý hợp tác với phe cực tả, hoặc nếu Đảng Xã hội, Đảng Xanh và Đảng Cộng sản đồng ý cắt đứt quan hệ với đối tác liên minh của họ là Đảng Nước Pháp Bất Khuất. Cả hai triển vọng đều có vẻ rất xa vời. Ngày 7 tháng 7 tới, người dân Pháp sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội vòng 2. Tuy nhiên, trước khi cuộc bầu cử vòng 2 vào Quốc hội Pháp diễn ra, hơn 200 ứng cử viên từ phe trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron và Liên minh cánh tả đã rút lui. Để tránh chia nhỏ phiếu bầu, họ đã gạt bỏ những khác biệt của mình sang một bên với mục tiêu duy nhất là không để phe cực hữu gom được 289 ghế cần thiết để giành đa số tại Quốc hội Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9 tháng 6 khi tuyên bố giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp sớm đã nhấn mạnh sự trỗi dậy của những người theo chủ nghĩa dân tộc và dân túy là mối nguy hiểm cho đất nước cũng như cho châu Âu, cho vị trí của Pháp ở châu Âu và trên thế giới. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ vòng 1 của cuộc bầu cử quốc hội Pháp diễn ra ngày 30 tháng 6 cho thấy Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu đã giành ưu thế lớn để chuẩn bị cho vòng 2. Theo Bộ Nội vụ Pháp, Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu thu về 33% phiếu bầu trong vòng đầu tiên bầu cử quốc hội. Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới về thứ hai với 28%. Và Liên minh Trung sức vì nền Cộng hòa Tổng thống Emmanuel Macron giành được 20%. Sau cuộc bầu cử vòng đầu tiên, hơn 300 ghế đã chuyển sang cuộc đua ba bên. Chỉ những ứng cử viên giành được ít nhất 12,5% số phiếu bầu ở vòng đầu tiên mới có thể lọt vào vòng 2. Đến ngày 2 tháng 7, khi thời hạn rút lui kết thúc, chỉ còn lại chưa đến 100 ứng cử viên. Sau khi các ứng cử viên trung dung và cánh tả đã rút lui một cách có chủ đích, theo nhà phân tích Anthony Berrettini, chiến thuật này nhằm ngăn cản một số ứng cử viên Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu giành chiến thắng. Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới cam kết rút tất cả các ứng cử viên đứng ở vị trí thứ ba trong vòng đầu tiên. Ví dụ như một nhân vật đủ điều kiện của Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới là Letitia Moček đã bước sang một bên để trao cho Bộ trưởng Nội vụ cánh hữu Gerard Zamanin cơ hội tốt hơn để đánh bại đối thủ Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu
tại một khu vực bầu cử ở phía Bắc. Liên minh Trung sức vì nền Cộng hòa của Tổng thống Macron cũng kêu gọi những người ủng hộ họ ngăn cản phe cực hữu lên nắm quyền. Phóng viên Natasha Butler của Al Jazeera nói rằng các ứng cử viên bỏ cuộc thường là những người trong cuộc đua ba bên mà ứng cử viên cực hữu dường như đang dẫn đầu. Bà Butler phân tích, điều đó có nghĩa là ở một số khu vực bầu cử nơi đã diễn ra cuộc đua ba bên, thực tế sẽ chỉ có một cuộc chạy đua hai bên giữa ứng cử viên cực hữu và bất kỳ ai ở lại cuộc đua. Cho dù đó là ứng cử viên trung dung hay một ứng cử viên của Liên minh cánh tả. Tác động mà điều này thực sự sẽ gây ra vào ngày 7 tháng 7 khi cử tri quay lại bỏ phiếu là không thể đoán trước được. Bà Le Pen ngày 2 tháng 7 cho biết, Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu sẽ tìm cách thành lập chính phủ, ngay cả khi không đạt được đa số tuyệt đối 289 ghế trong Quốc hội, 577 ghế. Bà Le Pen cho biết bà sẽ bổ nhiệm Chủ tịch Đảng Tập hợp Quốc gia Jordan Bardella, 28 tuổi, làm Thủ tướng nếu Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu giành được đa số phiếu. Điều này có thể mở ra một thời kỳ chung sống không thoải mái giữa một thủ tướng cực hữu phụ trách chương trình nghị sự trong nước và một tổng thống theo chủ nghĩa tự do giám sát các vấn đề đối ngoại. Cùng ngày 2 tháng 7, Tổng thống Macron trong một cuộc họp kín của các bộ trưởng tại Điện Élysée phát biểu rằng ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu nắm quyền. Ông Macron cho biết, điều đó sẽ liên quan đến việc hỗ trợ các thành viên của Đảng Cực tả nước Pháp bất khuất. Nếu cần thiết, bất chấp một số phản đối từ các thành viên trong đảng của ông, thành viên Đảng Cực tả nước Pháp bất khuất François Goupil cùng ngày nói rằng có thống nhất trong mục tiêu không để Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu chiếm đa số tuyệt đối. Một số nhà phân tích cho rằng kết quả có thể xảy ra sau vòng 2 bầu cử là quốc hội treo, dẫn tới tình trạng tê liệt chính trị trong nhiều tháng, vào thời điểm Pháp đang chuẩn bị đăng cai Olympic 2024. Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.